Bọn tôi hay nói rằng gặp Penai xanh bằng làm mờ đâu chứ làm mờ gen thật là sướng sướng sướng. Đồng nghiệp tươi như hoa, sáng tao là nhất mà. Sống chung tòa nhà thích ghê luôn hà. Nhìn quanh khắp chốn đây, chỗ làm của tôi đây. Phòng rộng mà sang trông hoành tráng, thiệt là quá xuất sắc. Làm việc luôn nhất quán, ghi chú thật kỹ càng. Tất cả là vì ước mơ khách hàng. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một chút về văn hóa làm việc tại công ty Generali. S. Simplification. O. Ownership. H. Human touch. I. Innovation. So high, 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 so high. Và rồi khi hết việc, làm gì cho hết mệt? Mỗi ngày một tay cha là có thể làm sáng tay tôi. Từng tên ta đi gym, có luôn cho liếm gym. Không ai cần về thức ăn hề hề. Làm trong Generali không chỉ là để làm, nơi ta được sống như ý mình, nơi ta được sống như ý mình.